Giữa mùa dịch Covid-19, người ta lại thấy rõ hơn tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cả dân tộc. Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, nhu cầu chăm sóc tinh thần đối với những người dân trong khu cách ly cũng được đề cao. Thấu hiểu được điều này thì Chư Tăng và Phật tử Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Chùa Long Hưng, Hà Nội đã thực hiện chương trình lan tỏa sách Phật tặng sách khu cách ly với mong muốn góp phần hỗ trợ đời sống tinh thần giúp người dân yên tâm cách ly phòng dịch. Giữa cái nắng nóng của mùa hè cuối tháng 5, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Chùa Long Hưng, Chư Tăng Ni và Phật tử đang tất bật chuẩn bị những phần quà gửi đến người dân khu vực cách ly. Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 còn nghiêm trọng, mọi người đều thấu hiểu cảm giác của những con người phải xa gia đình, người thân, cách biệt xã hội. Và có lẽ điều tồn động trong tâm trí của họ bây giờ là sự bất an, lo lắng lẫn hoang mang. Chính vì thế, với mong muốn được chung tay tiếp sức và tạo động lực tinh thần cho họ, Chư Tăng Ni và Phật tử đã lan tỏa sách Phật bằng cách tặng sách đến các khu vực cách ly tập trung khu vực phía Bắc. Dịch bệnh đang càng ngày càng lan rộng mà đặc biệt là khi mà đang bị cách ly thì rất là hoang mang và lo sợ. Thì những quyển sách về tâm an hy vọng là sẽ đem đến trái tim bình yên cho mọi người và đồng thời là lan tỏa việc đọc sách đến cho cộng đồng của người Việt chúng ta. Đây là một hoạt động ý nghĩa với mỗi tặng phẩm gồm các nhu yếu phẩm và đặc biệt là món quà tinh thần với hai đầu sách mang tên An lạc giữa dòng đời và 365 ngày tâm an. Hai quyển sách này được biên soạn bởi chính Chư Tôn Đức Chùa Long Hưng, hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống. Hai cuốn sách mà được các quý thầy lựa chọn trong cái đợt này đó là hai cái cuốn sách mà tất cả ai cũng có thể tiếp cận được. Và ngay cái tên sách mọi người đã thấy là An lạc giữa dòng đời và 365 ngày tâm an. Đó là muốn mang đến một cái sự bình an đến cho mọi người trong cái thời gian mà nó đang bị xáo động trong cuộc sống, xáo động thân tâm. Tặng sách với những cái người bệnh hay là những cái bác sĩ, y bác sĩ, đội ngũ y tế ở những cái khu cách ly. Một cái thông điệp của những người con Phật, của Đức Phật tới những cái người mà đang mang một cái sứ mệnh là cứu người hoặc là cái sứ mệnh mà tự mình phải vượt qua được cái khoảnh khắc khó khăn nhất của đời mình ý, để mình giữ cái sự sống cũng sự an bình. Anh Bình, một Phật tử luôn nhiệt huyết với các hoạt động từ thiện xã hội của chùa Long Hưng. Với chương trình này, anh chung tay vận động tỉnh tài tỉnh vật, mong muốn chia sẻ những khó khăn, tạo niềm vui, tăng thêm nghị lực cho các y bác sĩ và người bệnh sớm vượt qua đại dịch Covid-19. Tôi thấy rằng là cái chương trình này vô cùng ý nghĩa. Bằng cái tấm lòng thì tôi nghĩ rằng là những cuốn sách có thể mang đến cho họ những cái bình an, cái tự tại trong lòng. Với 5.000 tặng phẩm, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng đã được trao đến các điểm cách ly tập trung tại Bắc Giang, Bắc Ninh và hai bệnh viện gồm Bệnh viện K và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Hành trình tuy ngắn ngủi nhưng động lại trong tâm trí mỗi cá nhân trong đoàn là hình ảnh các em nhỏ xếp hàng ngay ngắn, giữ khoảng cách cố định để lần lượt nhận những túi quà tình nghĩa. Phải xa vòng tay yêu thương của bố mẹ, với độ tuổi còn non nớt, các em có thể chưa hiểu hết được sự nguy hiểm của dịch Covid-19. Nhưng ý thức của các em khiến cho mọi người phải xúc động và nể phục. Trong hoàn cảnh này, tặng phẩm được trao như lời động viên các em vào đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi ngày 1 tháng 6.